Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày gần đây, số ca mắc mới COVID-19 liên tục gia tăng trên cả nước. Ngoài việc điều trị tại nhà, F0 cần một chế độ dinh dưỡng hợp lý để mau hồi phục. Để giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo, cùng bạn đọc sách trân trọng giới thiệu bài viết F0 điều trị tại nhà nên ăn gì để mau hồi phục trong chuyên mục dinh dưỡng của báo Sức khỏe và Đời sống. Theo khuyến cáo của tác giả, dinh dưỡng hợp lý và đủ nước là điều quan trọng để giải quyết căn bệnh này và giúp kiểm soát các triệu chứng. Một chế độ ăn uống cân bằng có thể tối ưu hóa chức năng của hệ thống miễn dịch, cải thiện sự trao đổi chất và có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của các triệu chứng mạn tính liên quan đến COVID-19. Nên tuân thủ một chế độ ăn kiêng với nhiều thực phẩm tươi sống và chưa qua chế biến hàng ngày để cung cấp cho cơ thể các vitamin, khoáng chất, chất xơ, protein và chất chống oxy hóa cần thiết. Một chế độ ăn uống phù hợp sẽ bảo đảm rằng cơ thể ở trạng thái thích hợp để đánh bại virus. Bài viết đã chỉ ra 9 điểm cần quan tâm trong chế độ dinh dưỡng có thể giúp F0 phục hồi tốt gồm 1. Chế độ ăn giàu protein. 2. Bổ sung chất béo lành mạnh. 3. Nên ăn nhiều trái cây và rau. 4. Bổ sung men vi sinh probiotic. 5. Vitamin C siêu chiến binh. 6. Tăng cường thực phẩm giàu kẽm. 7. Đừng quên các món ăn chứa selen. 8. Uống đủ lượng nước cần thiết. 9. Tăng cường hệ miễn dịch bằng một số thảo dược quen thuộc. Các bạn thân mến, dinh dưỡng hợp lý rất quan trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là trong những thời điểm mà hệ thống miễn dịch cần nhiều năng lượng. Việc tiếp cận hạn chế với thực phẩm tươi có thể ảnh hưởng đến chế độ ăn uống lành mạnh và đa dạng. Để biết thêm chi tiết, quý vị và các bạn hãy tìm đọc bài viết F0 điều trị tại nhà nên ăn gì để mau hồi phục trên báo Sức khỏe và Đời sống và cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe và thành công trong phòng chữa trị bệnh và chăm sóc F0 tại nhà.